Vâng, xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp của thương hiệu Gian, model Gian Phát SL2. Thì đây là một trong những cái dòng Gian touring cao cấp phân khúc tầm cao của dòng thương hiệu Gian Phát Rát, với cái bộ tem 3D dập lỗ trên khung xe màu xanh dương tím than. Và bây giờ video là những nó ở chiếc xe. Vâng, trên khung một chỗ đây là mẫu Gian cao cấp của thương hiệu Gian, Gian Phát Rát 2. Đây là mẫu thứ 3 về bên em. Rất lâu rồi em về một chiếc dòng Gian Phát Rát. Cũng là với cái tông màu xanh dương tím than rất là đẹp, với cái lớp sơn rất là sáng và bóng. Tổng thể xem đánh giá tầm 90% xe, xe còn rất là đẹp bác nhá. Dành cho những bác yêu thích những dòng Gian touring cao cấp, thì như các video trước đây em đã nói, dòng touring Gian thì có dòng SL1 cao cấp và dòng SL1. Thì đây là dòng cao cấp hơn SL1 là dòng Phát Rát. Đây, Phát Rát thôi nhá, Gian Phát Rát SL. Các bác ở đây trên mạng để tìm hiểu thêm về cái mẫu touring Phát Rát. Đây là tem 3D của nó, nguyên bản theo xe. Tem dập lỗi trên khung xe, chữ Gian T của nhà sản xuất. Rất là huyền bí, chiếc Gian touring cao cấp được chạy với bộ dây êm sườn. Nhìn thoáng qua các bác có thể nhìn thấy giống chiếc Gian touring SL1. Nhưng đây là cái mẫu cải tiến cao cấp hơn dòng SL1 Gian Phát Rát. Rất lâu rồi em về một chiếc Phát Rát. Thiết kế khá đơn giản, nhưng mà không kém phần tinh tế của thiết kế của khung xe, với cái tông màu xanh dương, xanh tím than rất sáng và bóng. Một trong những cái mẫu Gian cao cấp của dòng touring Gian của Volkswagen Gian Connect. Như các bác biết thì em giới thiệu video trước đây, thường thì những dòng Gian touring cao cấp thì được ký hiệu là Connect đằng sau chữ Gian. Nguyên bản theo xe, bán cao su, cái đóng cao su chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. Đây, cái đóng sừng trâu Connect cũng nguyên bản theo xe, còn rất là êm và chắc tay luôn nhá. Xe sử dụng mới tay búng xả R9 9 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Bên phải em là chính hãng, là trang bị cũng là trang bị R9 bên tầng đĩa, hai tầng đĩa bản theo xe. Cụm phanh trước và phanh sau là phanh dầu thì được chính hãng của Techo. Đằng trước logo nổi của Gian, của Quốc Kỳ Đông, chính hãng của Gian bản theo xe. Thì như em đã giới thiệu những video trước đây thì dòng Gian touring thường thì các bác thấy những dòng Gian X-Cap, R3, SL2 và Gian SL1 là những cái mẫu Gian thường được xuất hiện bên em. Thì lai em về mẫu cao cấp hơn là mẫu dòng Gian Phát Rát. Một trong phân khúc tầm cao cấp của thương hiệu Gian. Càng nhôm, ký hiệu chữ Phát Rát thôi chứ, Phát Rát. May ở chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với vành đĩa, vành bản 3 phân, chính hãng của Gian. Kích thước lốp 28 700x28C 23C 28C. Em nhầm, lốp chính hãng của Gian luôn nhá, lốp nguyên bản theo xe, lốp của Gian luôn, cũng nguyên bản theo xe. Vành đĩa kết hợp giữa cái bộ vành của dòng xe nạp xe đua, thường nó lấy những dòng xe đua. Phanh dầu thủy lực, cọc yên nhôm chính hãng của Gian, yên chính hãng của Gian, Gian Connect. Gạt đĩa Shimano Sora, túi đĩa 2 tầng,
Củ lè sau được sử dụng của củ lè Shimano Sora. Thường thì các bác thấy những dòng Shimano Sora được sử dụng trên cấu hình những dòng xe road bike, dòng xe đua. Thì đây là sự sử dụng kết hợp giữa dòng touring và dòng đua rất là cao cấp. Gian phát rát, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano, 9 tầng lip, lip điện may sau may ở chính hãng của Gian. Vành vỏ sau và vành vỏ Gian, vành đĩa hay là vành đổ. Rồi các bác thấy trang bị những dòng xe đua lốp của chính hãng có lốp của Gian luôn, 728 xe Shimano Sora 9 tầng lip, 2 tầng đĩa. Bây giờ xin cho chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao xe của xe là size 47. Ngang của xe là size 50. Khi các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 im rồi. Bây giờ xin hỏi những chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Lip xích còn rất là mới. Xe đi được rất là giữ gìn xe cũng nhá. Xuống lip. Có từng chu mật mà xe được sử dụng với cấu hình của đồ Shimano Sora. Xuống đĩa. Lên đĩa. Kết hợp giữa dòng cô đinh và dòng xe đua thương hiệu Gian, con đồ Gian Phát Lát 2 với tông màu xanh dương tím than rất là đẹp mắt. Đây là mẫu cô đinh cao cấp trên cả SL1 đó nhé. Bọn em người đã tổng thể xong chiếc xe cô đinh cao cấp của thương hiệu Gian, Gian Phát Lát 2 và xe giá gốc bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là có dừng liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube Tiết Kiệm Xe Đạp. Đăng ký theo kênh. Một hẹn gặp lại trên ngày mai.